gái mặc bikini đi siêu thị, gợi cảm hay thiếu tinh tế? Trang phục gợi cảm quá mức khi xuất hiện tại những địa điểm công cộng luôn là nguồn cơn tạo nên tranh cãi. Nhiều cô gái bất chấp câu like mạng xã hội bằng cách mặc gợi cảm chụp hình nơi đông người. Không có quy định cụ thể nào cho việc lựa chọn trang phục đi tới những địa điểm công cộng. Tuy nhiên, trang phục lịch sự không hở hang, phản cảm luôn là tiêu chí để mỗi người dựa vào, lựa chọn những ai tắm mặc trước khi ra khỏi nhà. Ở siêu thị, ngoài nhu cầu mua sắm hàng hóa, nơi đây còn là địa điểm chụp hình được nhiều người check-in. Những kệ hàng sắc màu được sắp xếp theo bố cục chính là phông nền đẹp mắt để có được những bức hình ấn tượng. Song, nhiều người lợi dụng điều này để tạo nên những hình ảnh thiếu chừng mực. Gợi cảm quá mức từ cách mặc đồ tới cách tạo dáng. Và, mặc đồ bơi đi siêu thị là một trong những ví dụ điển hình cần được tẩy chay. Ở nhiều siêu thị, nhà hàng, những địa điểm sang trọng, chủ doanh nghiệp có thể từ chối tiếp đón bạn vì trang phục thiếu lịch sự. Song, nhiều người vẫn lách luật bằng cách mặc áo khoác bên ngoài để lén vào siêu thị chụp hình gợi cảm. Những hành động này luôn bị xã hội lên án. Cư dân mạng chỉ trích việc chụp hình gợi cảm trong siêu thị có thể vô tình trở thành trào lưu nếu được lăng xê bởi những hot girl, người có lượt theo dõi lớn. Ngoài mặc đồ bơi, nhiều cô gái còn khoe nội y, mặc váy ngắn hoặc trang phục xuyên thấu để tới siêu thị chụp hình. Tất cả những hình ảnh đi quá giới hạn có thể không nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bị người khác lén chụp hoặc camera an ninh ghi lại, bị phát tán trên mạng xã hội và trở thành chủ đề bình luận. Hoặc nghiêm trọng hơn, hình ảnh của bạn sẽ bị những kẻ gian lợi dụng để làm việc xấu. Trong rất nhiều cách để chụp hình câu like, thì mặc gợi cảm luôn là lựa chọn giúp nhiều cô gái đạt được mục đích. Song, nó lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân của chính bạn. Kiểu mặc lách luật được nhiều cô gái áp dụng thành công để có bức hình không đụng hàng trong siêu thị. Có rất nhiều trang phục vừa giúp người mặc khoe đường cong hình thể gợi cảm vừa đảm bảo tính lịch sự nơi đông người. Trong đó, những trang phục ôm cơ thể với form dáng cơ bản được nhiều người yêu thích có thể kể tên như váy bodycon, váy hai dây hoặc áo trễ vai. Phong cách thời trang gợi cảm được đánh giá trên nhiều yếu tố như lịch sự, vừa vặn với hình thể, tôn dáng. Chụp hình trong siêu thị là xu hướng thời trang được nhiều người yêu thích.